Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ngành Sensei. Hôm nay sẽ là một video khá là dài, thế nhưng mình mong các bạn hãy xem video này đến tận cuối cùng, bởi vì nó là những cô đọng nhất, những chia sẻ trong quá trình học tiếng Nhật, đặc biệt là học kanji của mình. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn, những người đang hoang mang với số lượng hán tự ngày càng lớn, có thể vững tin và có thể tự tin học kanji một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của kanji. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải học kanji? Tại sao tiếng Nhật người ta lại dùng kanji? Thứ nhất, học kanji sẽ giúp chúng ta dễ hiểu ý nghĩa hơn so với khi dùng kana. Kana đây không phải là chữ katakana, mà là kana đây là dùng cho ký hiệu, đúng nhỉ? Có thể là viết bằng katakana hay là hiragana đều được. Chẳng hạn khi mà các bạn nhìn thấy người ta viết cái từ như thế này, đây đều ghi bằng hiragana hết, nhưng mà dùng cái từ là chữ k và chữ z này, chúng ta sẽ khó mà đoán được nghĩa nếu như không có bối cảnh, đúng không? Nhưng mà nếu viết bằng Hán tự thì chúng ta sẽ biết được ngay, đúng nhỉ? Kaze khi mà chỉ có một chữ phong thì mang nghĩa là gió. Khi mà có thêm chữ tà đằng sau thì mang nghĩa là cảm cúm, đúng không? Tương tự khi mà có chữ ha và chữ si ghép với nhau thì sẽ tương đối khó đoán nghĩa. Nhưng nếu có cả Hán tự thì chúng ta có thể đoán được. Chẳng hạn như đây là gì nhỉ? Đây là hashi, là cái đũa, đúng không? Đây là hashi, là cây cầu. Hashi là mép, rìa. Đấy, hay là đọc là koi, có khá là nhiều từ. Koi là tình yêu này, koi là cá chép này, koi là nồng đậm này, koi là cố ý này, koi là đến đây, vân vân. Đấy, như vậy là khi có Hán tự chúng ta sẽ dễ dàng đoán nghĩa và có thể dễ dàng hiểu hơn, đúng nhỉ? Tiếp theo, đó là nó sẽ giúp chúng ta dễ đọc hơn. Chẳng hạn như các bạn quan sát cái câu này. Câu này thực ra là một câu cũng tương đối là đơn giản, nhất là với những bạn mà đã học lên cái cấp cao cao tầm khoảng N1, N2 thì các bạn sẽ thấy rất là dễ. Nhưng mà nếu như mới học thì chúng ta sẽ khó để có thể ngắt nghỉ câu. Đấy, khi mà những chỗ mà không có trợ từ chúng ta sẽ rất là khó để biết, đúng không? Thì khi nhìn như thế này chúng ta sẽ thấy tương đối là khó đọc. Đấy, tất nhiên đọc thì vẫn đọc được thôi, bởi vì là chúng ta đã học một quá trình khá là dài, đúng không nhỉ? Kanji wa imi o rikai suru tame no mono desu. 日本語は同じ音でも複数の意味があるものがあります。Nhưng nếu như có kanji, đây các bạn nhìn thấy này, có kanji vào là chúng ta sẽ đọc dễ hơn rất nhiều, đúng nhỉ? Mặc dù là lúc đầu khi mới học thì ai cũng muốn là chỉ dùng hiragana thôi, nhưng mà sau một thời gian học, chúng ta mới biết được rằng có kanji quả thật là một cái điều rất là tuyệt vời. Có hẳn một cuộc thi dành cho những người chỉ đọc sách, chỉ đọc truyện bằng hiragana. Đấy, các bạn phải biết là mức độ khó nó lớn hơn rất nhiều so với lại khi mà người ta dùng cả kanji để viết nhá. Tiếp theo, đó là giúp chúng ta đoán được ý nghĩa của từ. Ví dụ các bạn nhìn, chẳng hạn như có từ này, katakana nahito. Nếu mà chỉ viết như này chúng ta sẽ rất khó đoán. Nhưng giả sử chữ này được viết bằng chữ Hán chẳng hạn. Đây, các bạn thấy đây là chữ ngoan, đúng không nhỉ? Chữ này là chữ ngoan trong từ ngoan cố đấy. Thì chúng ta có thể đoán đoán cái nghĩa của nó là kiểu gì đây nhỉ? Kiểu cứng đầu bảo thủ ấy. Đấy. Kiên cường mạnh mẽ vân vân. Hay là gì đấy? Hay là susamaji bamen là gì đây nhỉ? À, những cái hoàn cảnh, những cái bối cảnh thật là khủng khiếp, đáng sợ. Thì chúng ta thấy ở đây là chữ Hán là chữ thê trong từ thê thảm, thê lương. Chúng ta có thể đoán được nghĩa nó thông qua Hán tự nhá. Còn nếu mà chỉ nhìn mặt chữ không như thế này thì sẽ rất là khó đoán, trừ khi các bạn học cái từ này rồi. Còn nếu như các bạn chưa học từ này thì sẽ tương đối là mất thời gian. Cái tác dụng thứ tư đó là làm ngắn câu khi viết. Các bạn quan sát cái câu này. Đây. Gen dài, chi kyu kang kyo wa kiki teki jokyo ni okarete imasu. Khi mà được viết dưới dạng kanji ấy thì câu trở nên ngắn hơn rất nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy nếu mà tương quan về độ dài thì nó đã ngắn đi một nửa so với câu gốc ban đầu, đúng không? Và đồng thời cũng sẽ dễ hiểu hơn. Đấy, tránh được hiện tượng là đồng âm, đúng nhỉ? Thì các bạn sẽ thấy là rất là dễ dịch. Đây, là gì đấy? Hiện tại thì môi trường trái đất đang được đặt vào cái hoàn cảnh mang tính chất rất là nguy cơ, rất là nguy hiểm. Đấy. Và đặc biệt với người Việt Nam chúng ta thì khi học kanji sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tiếng Việt, giúp hiểu được ý nghĩa thực sự của chữ hay là từ.
Có một câu chuyện khá là thú vị, đấy là khi mà dịp Tết đi đến nhà họ hàng, đi đến nhà họ hàng và nhà họ hàng có thờ tự đấy, thì có các câu đối đấy, lúc đấy thì mình có thể đọc được các cái câu đối đó. Tất nhiên là có một vài chữ không đọc được nhưng phần lớn là sẽ đọc được hết. Thì mọi người rất là kiểu rất là thán phục ấy. Hay khi đi đến các đình chùa cũng vậy, chúng ta sẽ có thể đọc được và hiểu được phần nào cái ý nghĩa của chữ Hán. Đấy cũng là một điểm giúp chúng ta có thêm cái tự tin, đúng nhỉ? Và một cái điều nữa đó là giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của chữ, của từ. Hiện tại là người Việt Nam mình đang sử dụng chữ quốc ngữ để ghi lại những gì mà phát âm. Nhưng mà để thực sự hiểu được ý nghĩa của nó ấy, thì học Kanji chúng ta sẽ hiểu được sâu sắc hơn. Chẳng hạn, khi một người có tên là Tài chẳng hạn, đúng không? Có rất là nhiều tên khác nhá, nhưng mà đây là mình lấy một cái ví dụ là tên là Tài đi. Thì nếu như không tìm hiểu kỹ thì chúng ta không biết là Tài đấy là nghĩa là gì, bởi vì thực ra có rất là nhiều cái cách hiểu, đúng nhở? Tài có thể là tài trong tài năng, tài trong tài sản, tài trong đề tài, tài trong trọng tài, rất là nhiều. Thì nếu như chúng ta học chữ Hán, chúng ta sẽ hiểu được à, hóa ra là tài của mình là tài trong tài năng, tài của mình là tài trong tài sản. Đấy. Thì đó cũng là một điểm thú vị. Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về tiếng Việt, hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từ, của chữ, của tên chúng ta. Thì đó là những cái lợi thế, không phải là lợi thế, mà đấy là những cái tác dụng của chữ Hán, đúng nhỉ? Đối với người Việt Nam cũng như là đối với lại tiếng Nhật nói chung. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần phân loại chữ Hán, phân loại kanji. Thì thông thường ấy, kanji sẽ được chia thành 4 loại dựa vào cách hình thành. Cũng có một cách phân loại khác là người ta chia thành 6 loại và gọi là lục thư. Tức là người ta lấy 4 cái loại dựa vào cách hình thành này và người ta thêm 2 loại nữa. Đấy, đây gọi là phương pháp lục thư nhá. Có một số bên, có một số giáo trình, có một số người khác có trình bày cái cách này. Tuy nhiên thì cái số lượng chữ chuyển chú và chữ giả tá là hai loại bổ sung ở phần lục thư ấy, nó cũng không nhiều lắm, cho nên ở đây mình không có đề cập đến. Ở đây chỉ đề cập đến 4 loại kanji chính dựa vào cách hình thành thôi. Các bạn theo dõi. Thứ nhất, đó là chữ tượng hình. Chữ tượng hình, các bạn nhìn Hán tự nó là chữ gì đấy? Tượng hình văn tự, đúng không nhỉ? Đấy. Shokemozi. Chữ tượng hình là chữ như thế nào? Chữ tượng hình là chữ biểu diễn các sự vật có ngoài đời thực bằng cách giản lược nét trên hình dáng gốc của sự vật. Tức là ở ngoài đời thực ấy, có một cái vật thể như thế, có một cái sự vật như thế, và người ta dùng cách giản lược nét để người ta biến nó về dạng chữ, đúng nhỉ? Ví dụ mọi người quan sát này, đây là một bếp lửa, đúng không? Đây là một cái ngọn lửa có những cái thanh gỗ đang cháy. Đấy, và người ta sẽ dùng cái hình ảnh này, người ta dùng các nét để người ta tạo ra cái chữ hỏa như thế này, đúng không nhỉ? Thì đây là chữ tượng hình nhá. Có một số chữ khác các bạn có thể xem tham khảo ở đây. Ví dụ như là đây là mặt trăng, đúng nhỉ? Thì người ta quy về hình như thế này. Đấy, nhiều bạn bảo là em thấy nó cũng không giống hình mặt trăng lắm. Thì thực ra là nó không phải là nó để nguyên si dưới dạng như này, đúng không nhỉ? Mà trải qua quá trình rất là lâu rồi thì người ta biến đổi, người ta đưa về cái dạng như vậy, hay là gì đấy, hay là hình ảnh đám mây và những giọt nước rơi ấy, thì sẽ được đưa về dạng chữ vũ, đúng nhỉ, là mưa, hay là hình con bò, đúng không, sẽ được đưa về dạng chữ gì đây nhỉ, chữ ngưu, bàn tay về chữ thủ. Đấy, thì tất cả thủ, ngưu, vũ, nguyệt hay là hỏa, đây là các sự vật có thật ở trong đời sống thực tế, đúng không? Thì những cái chữ Hán như vậy được gọi là chữ tượng hình các bạn nhé. Đấy, shokemozi. Thì số lượng các cái chữ này thì cũng không nhiều lắm, và thông thường nó sẽ là các chữ sơ cấp, các chữ của N5 là sẽ những cái Hán tự tượng hình này rất là nhiều. Tiếp theo, loại chữ thứ hai đó là chữ chỉ sự. Đấy, chữ chỉ sự, đúng nhỉ? Shijimoji. Đấy. Người ta dùng đường nét để biểu thị mối quan hệ về vị trí và ý nghĩa, không phải biểu diễn vật thể. Rất là nhiều bạn sẽ nhầm chữ tượng hình và chữ chỉ sự. Thì mọi người theo dõi này, thế nào là chữ chỉ sự? Đây,
Ví dụ như có một đường thẳng là mốc khi cái dấu chấm ở trên, đúng không? Thì người ta dùng cái đường nét người ta chỉ vào, và đây sẽ là chữ thượng, có nghĩa là trên. Tương tự khi mà cái dấu chấm nó ở dưới cái đường gióng này thì là ở bên dưới, tức là chữ hạ. Đấy, ở ngoài không có cái vật nào là vật thượng, vật hạ nhé, mà chỉ có chữ là chữ thượng, chữ hạ chỉ quan hệ về vị trí thôi. Tương tự, đúng nhỉ? Nguyên gốc là chúng ta có đây là chữ mộc. À, chữ mộc này, bỏ cái phần gạch ngang này đi thì đây là chữ mộc nhé các bạn nhé. Thì chữ mộc này có nghĩa là cây, nó là một chữ tượng hình. Thì người ta chỉ vào cái phần gốc, phần rễ của nó ấy. Đấy, thì nó có nghĩa là căn bản, cội nguồn, gốc rễ, đúng nhỉ? Nhưng nó không phải để chỉ cái gốc cây, cho nên là nó không phải là chữ tượng hình, các bạn lưu ý. Người ta chỉ vào cái phần gốc của nó để thể hiện nó là nguồn, cội nguồn thôi. Tương tự với chữ mạt là người ta chỉ vào cái phần ngọn cây. Đấy. Chữ thứ ba đó là chữ hội ý, có thể nói đây là loại chữ rất là thú vị, bởi vì các cái chữ hội ý ấy nó sẽ tạo ra những câu chuyện rất là hay. Thì chữ hội ý được tạo thành như thế nào? Đó là người ta ghép các chữ tượng hình, chỉ sự là hai loại chữ chúng ta vừa học ở phía trước đấy, hoặc các bộ thủ để tạo thành chữ mới mang nghĩa tổng hợp từ các thành phần cấu tạo nên. Ví dụ các bạn theo dõi, đây là chữ mộc đúng nhỉ? Là chữ tượng hình nhá. Thì người ta ghép hai cái chữ mộc lại với nhau. Đấy, thì tạo ra chữ lâm, có nghĩa là rừng, nhưng mà rừng có hai cây thì mới chỉ là rừng thưa thôi. Nhờ trong tiếng Nhật thì rừng thưa sẽ là hayashi. Thì khi mà chúng ta ghép ba cây lại, đúng không? Đấy, thì nhiều cây hơn thì không phải là rừng thưa nữa mà là rừng rậm, rừng già, đúng không? Thì nó sẽ là mori. Đấy. Chữ lâm. À xin lỗi, chữ sâm. Tiếp theo, các bạn quan sát một số chữ hội ý khác nhá. Ví dụ chúng ta có chữ nhật, chữ tượng hình là mặt trời, chữ nguyệt, chữ tượng hình là mặt trăng. Thì khi ghép nhật và nguyệt lại với nhau, đúng nhỉ? Mặt trời đã sáng rồi, mặt trăng cũng sáng, thì ghép lại với nhau thì càng sáng hơn, thì ra chữ minh, đúng không? Chữ minh, akari là sáng, đúng nhỉ? Chữ điền là ruộng, chữ tượng hình này giống hệt hình một ô ruộng, đúng nhỉ? Và chữ lực cũng là tượng hình, hình ảnh một công cụ lao động ngày xưa ấy, thì ghép lại với nhau nó ra chữ nam. Bởi vì người ngày xưa người ta quan niệm ấy, người có sức khỏe để làm ruộng là nam giới. Đấy. Chúng ta có chữ khẩu là miệng, là chữ tượng hình. Chữ điểu là chim, cũng là chữ tượng hình. Còn các bạn tự mường tượng ra tại sao chữ điểu con chim lại hình như thế này nha các bạn nha. Thì khi ghép vào với nhau ấy, nó ra chữ này là chữ minh, có nghĩa là kêu hót. Tất cả những cái chữ cấu thành này đều gì nhỉ? Đều mang ý nghĩa tổng hợp từ hai cái chữ Hán cấu thành. Đó, thì thông thường ấy, cái chữ hội ý này sẽ là chữ mà chứa đựng câu chuyện và tương đối là thú vị. Tiếp theo, loại chữ thứ tư, loại chữ cuối cùng của chúng ta theo phương pháp sắp xếp theo nguồn gốc hình thành, đó là chữ hình thành. Đấy, Sekemoji. Hình thành, đúng nhỉ? Đây là loại kanji chiếm số lượng lớn nhất, có thể nói là đến tận khoảng 90%, tức là 10% là những cái chữ mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, còn lại 90% là chữ hình thành này. Thì chữ hình thành ấy nó có cấu tạo gồm hai phần. Phần hình là để chỉ ý nghĩa của chữ, còn phần thanh là để chỉ cách đọc. Đấy, ví dụ các bạn theo dõi nhé. Các bạn theo dõi này, chúng ta sẽ có đây đây là chữ thanh. Chữ thanh này có âm kunyomi là ao, có nghĩa là xanh, đúng không? Ví dụ màu xanh sẽ là ao, còn tính từ là aoi, đúng nhỉ? Và âm đọc của nó là c. Chúng ta có từ thanh niên là seinen, đấy, hay là thanh xuân là seishun, đúng nhỉ? Thì khi mà các bạn nhìn thấy những cái chữ Hán mà nó có cái chữ thanh này thì khả năng rất cao đấy là những chữ hình thanh sẽ có cái bộ thủ khác để chỉ ý nghĩa, tức là phần hình, còn cái thanh này đúng nhỉ? Còn cái cấu thành chữ thanh này là để chỉ phần thanh, để chỉ cách đọc. Ví dụ nhá, các bạn thấy này, đây là chữ thanh. Đấy, đây là chữ thanh. Chữ thanh này có phần hình là thủy, là nước, để chỉ gì nhỉ, một cái tính chất gì đó liên quan đến nước. Và phần thanh là chữ thanh, đúng nhỉ? Thì chữ thanh này đọc âm kun là kyo, kyo là trong sạch đấy, và âm onyomi âm ghép là c. Ví dụ trong từ seket là sạch sẽ, đúng nhỉ? Tiếp theo các bạn thấy có chữ này là chữ tình.
Chữ tình này có bên tay trái là bộ, nhật là mặt trời, chỉ ý nghĩa, tức là cái này nó sẽ liên quan đến thời tiết, nắng mưa. Phần bên tay phải là chữ thanh, chỉ cách đọc. Như vậy là đọc âm Onyomi cũng sẽ là xe, ví dụ trong từ kaise là trời đẹp đây này, trời quang. Âm kunyomi là haderu nhá, có nghĩa là trời đẹp, trời nắng. Chúng ta có chữ này là chữ thỉnh. Chữ này là chữ thỉnh, có phần bên tay trái là ngôn, liên quan đến hoạt động ngôn ngữ. Đấy. Chỉ ý nghĩa đúng nhỉ? Còn bên tay phải là chữ thanh thì chỉ cách đọc. Như vậy là chữ này cũng sẽ đọc là C trong phần ghép âm. Ví dụ trong từ CQ là thỉnh cầu. Và âm kunyomi của nó là cô, trong từ cô đòi hỏi, yêu cầu, thỉnh cầu. Chữ này là chữ tinh đúng nhỉ? Chữ này thì chỉ có âm onyomi thôi, âm kun thường dụng không có. Thì chữ này đọc là C trong từ C-shin là tinh thần. Đó, thì khi mà biết một Hán tự là chữ hình thanh, các bạn sẽ có thể đoán được nghĩa đúng nhỉ? Có thể đoán được cách đọc của chữ đó nhá. Các bạn đoán nghĩa thông qua cái bộ thủ chỉ phần hình. Đấy, các bạn đoán cách đọc thông qua cái bộ chỉ phần thanh. Ví dụ đây, nước liên quan đến nước thì là trong sạch này, liên quan đến gì đây? Liên quan đến cái thời tiết nắng mưa là có chữ nhật này, liên quan đến nói là thỉnh cầu đúng nhỉ? Đấy, còn đây là chữ tinh có chữ mễ là gạo, chắc là tinh túy của trời đất gì đấy chăng? Đấy, thì khi mà nắm được cái kiến thức nền này ấy, thì các bạn sẽ ứng dụng và có thể học Hán tự rất là nhanh. Đó là phần phân loại chữ Hán. Tiếp theo này, chúng ta sang phần cách đọc của kanji, cách đọc của chữ Hán. Thì đây là phần làm rất là nhiều bạn cảm thấy hoang mang, đúng nhỉ? Bởi vì có rất là nhiều cách đọc. Thế nhưng thực ra thì nó cũng sẽ có một số cái nguyên tắc cơ bản. Về cơ bản, kanji được đọc theo nguyên tắc như sau. Thứ nhất, đó là khi kanji đứng một mình thì sẽ đọc theo âm kunyomi. Đây là cách đọc do người Nhật sáng tạo ra và chúng ta sẽ buộc phải nhớ, không có quy tắc hỗ trợ nhá. Đấy. Chẳng hạn này, chúng ta có chữ này là chữ hội, có âm kun là a, ví dụ a là gặp. Chữ này là chữ kiến, có âm kun là mi, ví dụ trong từ mi rự là xem, nhìn đúng nhỉ? Đấy, thì nó không có liên quan gì đến cái âm Hán Việt hay là gì cả mà chúng ta buộc phải làm bài tập nhiều để chúng ta nhớ thôi. Tất nhiên là những cái chữ cao cấp sau này, những cái chữ khó khó sau này thì chúng ta có thể tạo ra các câu chuyện đấy để chúng ta dùng phương pháp âm thanh tương tự để chúng ta nhớ, nhưng mà đấy không gọi là quy tắc nhé, đấy chỉ là cái cách chúng ta dùng để chúng ta làm cái việc ghi nhớ nó dễ hơn thôi. Quy tắc thứ hai đó là khi kanji ghép với kanji khác thì sẽ đọc theo âm onyomi. Âm onyomi là cách đọc do người Nhật biến đổi từ cách đọc gốc tiếng Hán, do vậy có sự gần gũi với tiếng Việt, cụ thể là từ Hán Việt, và có thể dựa trên một số quy tắc. Đấy, nó là quy tắc chuyển âm đấy. Ví dụ này, chữ hội nhá, có âm ôn là kai. Ví dụ trong từ tai kai là đại hội, xã kai là xã hội. Chữ kiến có âm kun là ken. Đây các bạn thấy bắt đầu giống giống tiếng Việt đúng không? Kiến, ken, đúng nhỉ? Ví dụ trong từ kai ken là hội kiến, hay là từ ý kiến là ý kiến, đọc na ná tiếng Việt đúng không? Thế nhưng rất tiếc là không chỉ đơn giản như thế. Nếu mà chỉ có đứng một mình đọc là kunyomi và ghép âm đọc là onyomi thì mọi thứ nó rất đơn giản. Nhưng chúng ta còn kha khá ngoại lệ. Vậy các ngoại lệ đấy là gì? Thứ nhất đó là các chữ chỉ có âm kun. Đấy. Những cái chữ này nó chỉ có âm kun. Không tính âm ôn ngoại dụng nhá, ở đây mình chỉ tính những cái gọi là thường dụng thôi. Đấy, những cái mà ngoại dụng là những cái người ta ít dùng, người ta dùng để nhấn nhá nhấn mạnh thì không nói. Những chữ mà chỉ có âm kun ấy thì thông thường đó là những cái chữ mà do người Nhật người ta tự sáng tạo ra. Ví dụ ba cái chữ ở trên cùng này này là những cái chữ mà do người Nhật người ta tự tạo ra đấy. Đấy. Và một số chữ khác cũng sẽ không có âm ôn, chỉ có âm kun. Ví dụ hatake đúng nhỉ? Có nghĩa là ruộng, ruộng khô đúng không? Thô ghê là gì đây nhỉ? Là chữ đèo, có nghĩa là đèo luôn. Đây là tsuji là chữ thập, nút giao chữ thập. Kai là xó ốc này, chữ bối này. Kabu là cổ phiếu hay là gốc cây, chữ chu. Atsuka
Atsukai là chữ cháp, đối xử, vân vân. Tiếp theo, chúng ta có các chữ chỉ có âm on. Đấy, nếu như các chữ này chỉ có âm kun thì các chữ sau đây nó chỉ có âm on. À, tất nhiên là cũng không tính âm kun ngoại dụng nhá. Ví dụ chúng ta có chữ ý, đúng nhỉ? Chỉ có âm on là i. Chữ nhục chỉ có âm on là niku. Chữ trà có âm on là sa hoặc là cha. Chữ phục có âm on là fuku. Chữ tài có âm on là dai. Chữ điểm có âm on là ten. Tiếp theo, đó là gì? Đó là kanji ghép với nhau nhưng không đọc theo kiểu âm ôn âm ôn. Ở quy tắc thứ hai chúng ta có là gì đấy? Khi kanji ghép với kanji khác đọc theo âm ôn yomi, đúng không? Thế nhưng mà nhiều trường hợp ấy là ghép với nhau nó không đọc theo kiểu ôn yomi như vậy, mà nó sẽ đọc theo kiểu là ôn kun, tức là cái từ trước đọc là ôn, từ sau đọc là kun, kun ôn hoặc là kun kun. Ví dụ các bạn theo dõi nhá, kun ôn này, ví dụ chúng ta có chữ ba sổ, đúng nhỉ? Ba sổ thì chữ trường đang được đọc theo kiểu âm gì nhỉ? Kun. Chữ sở lại đọc theo kiểu âm ôn là nơi đấy. Hay là chữ gì đấy, tè hong là chữ thủ đang đọc theo kiểu âm kun yomi, chữ bản đọc theo kiểu âm on yomi. On kun này, ví dụ chúng ta có từ kin iro là màu vàng ánh kim. Chúng ta có chữ kim đọc là kin thì rất là giống kim, đúng không? Kin kim, nó là âm ôn. Nhưng cái chữ sắc thì lại đọc theo kiểu âm kun là iro nhá. Tương tự chúng ta có chữ honsuji là chữ bản đọc theo kiểu âm on, đúng nhỉ? Và chữ cân đọc theo kiểu âm kun. Từ này có nghĩa là chủ đề. Và âm kun kun, ví dụ chúng ta có từ tegami, đúng nhỉ? Cả hai đều đọc theo kiểu âm kun hết. Chữ thủ và chữ chỉ có nghĩa là thư tay. Hay là hiragawa là bên trái, chữ tả và chữ chắc, đúng nhỉ? Đấy. Và không dừng lại ở đây, còn nữa, nó mới làm cho kanji đáng sợ như thế. Đó là kanji ghép với nhau nhưng có ít nhất một chữ không đọc theo âm on hoặc kun. Hay người ta gọi đây là cách đọc đặc biệt, tokubetsu na yomikata, đúng nhỉ? Ví dụ chúng ta có chữ đại và chữ nhân. Đại có âm on yomi là dai hoặc là tai, nhân là jin hoặc là nin, nhưng ghép nhau nó không tạo ra dai jin dai nin gì hết mà nó là otona. Đấy, nó không theo quy tắc gì cả, đúng nhỉ? Đây có nghĩa là người lớn nhá. Hay là chữ gì đấy, chữ kim và chữ chiều. Đấy, chữ kim có âm on yomi là kom, kun yomi là ima. Chữ chiều có âm kun yomi là asa và on yomi là cho, nhưng ghép vào nhau nó không tạo ra quy tắc gì hết, nó đọc là kesa, sáng nay này. Chữ bộ và chữ ốc đọc là heya, đúng nhỉ? Chữ bộ đọc là bư. À, chữ ốc đọc là gì nhỉ? Ốc cự hoặc là ya, nhưng ghép với nhau đọc là hề ya, cũng không theo quy tắc bởi vì chữ bộ nó xuất hiện cái âm mới là hề này. Hay là chữ thượng thủ, đúng không? Thượng thủ là gì đấy? À, thượng có âm ôn như mi là jo rồi, nhưng mà chữ thủ sẽ không có âm ôn hay cư nào đọc là dư hết. Đấy, nhưng ghép vào với nhau nó biến thành như thế này. Thì đây là cách đọc đặc biệt nhé các bạn nhé. Thì trong tiếng Nhật thì cái số lượng từ có cách đọc đặc biệt thì nó cũng không quá nhiều. Nó sẽ có khoảng vài chục từ thôi. Và những cái từ đấy là những từ mà chúng ta học ở cấp sơ cấp khá là nhiều rồi. Đấy. Tiếp theo, có một cái điểm lưu ý nữa. Đó là cùng một từ nhưng có nhiều cách đọc khác nhau. Đấy. Và sự khác nhau phụ thuộc vào nghĩa của từ đó. Ví dụ, chúng ta có chữ mục và chữ hạ. Đúng nhỉ? Mục và chữ hạ viết như vậy nhưng mà khi đọc là meshita thì có nghĩa là người vai dưới. Người dưới có thể là người là chức vụ thấp hơn hoặc là người ít tuổi hơn. Nhưng khi đọc là một cờ, đấy, khi đọc là một cờ thì lại là hiện tại ngày nay, đúng nhỉ? Nếu đã cách đọc là meshita thì cách đọc đây là cách đọc gì đấy? Kun kun, đúng không? Còn một cờ là cách đọc on on. Tiếp theo này chúng ta thấy này, có gì đây? Có chữ thập và chữ phân. Khi đọc là jippun hoặc là jippun thì mang nghĩa là 10 phút. Còn khi đọc là jubun thì mang nghĩa là đủ, đấy, trọn vẹn. Nghĩa khác nhau nhá. Hay là chúng ta thấy này, đây là chữ sinh và chữ vật. Khi đọc theo kiểu âm kun kun đúng không? Namamono có nghĩa là đồ tươi, đồ sống. Còn khi đọc theo kiểu âm on on, seibutsu có nghĩa là sinh vật. Đấy. Thì toàn bộ những cái này nó khiến cho cái phần học kanji trở nên phức tạp. Bởi vì
nó có rất là nhiều gì nhỉ, rất là nhiều cái quy tắc khác nhau. Nếu như kanji của tiếng, nếu như chữ Hán của tiếng Trung ấy, nó thường một chữ nó sẽ chỉ có một cách đọc thôi, có hiếm hoi một vài chữ có nhiều cách đọc, à, hai hoặc ba cách đọc gì đó. Thì tiếng Nhật cái chuyện một chữ có hai cách đọc là rất phổ biến, còn lại ba bốn thậm chí có những chữ có cả trên 10 cách đọc là chuyện thường tình. Đó là điều mà khiến cho cái việc học Hán tự đúng nhỉ, ở trong tiếng Nhật trở nên khó khăn. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng học tập, ôn luyện, làm bài tập thì dần dần các bạn cũng sẽ nhớ thôi. Đó là cách đọc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một chút về cách viết. Cái này chúng ta chỉ lướt qua thôi. Cách viết kanji này. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về cái các loại nét cơ bản ở trong viết kanji. Thứ nhất chúng ta có nét ngang. Nét ngang là nét thẳng ngang kéo từ trái sang phải. Đây các bạn quan sát này. Nét ngang. Thứ hai là nét sổ thẳng, là nét thẳng đứng kéo từ trên xuống dưới. Đây, nét sổ này. Đấy. Thứ ba là nét chấm, là một dấu chấm từ trên xuống dưới. Nó không phải là dấu chấm tròn các bạn nhé, mà có thể là nó chấm nó đi một chút. Ví dụ đây. Đây. Nét thứ tư là nét hất. Nét hất là nét cong đi lên từ trái sang phải. Đây, nét hất. Nét thứ năm là nét phẩy. Nét phẩy đây là nét cong kéo xuống từ phải qua trái. Đấy. Từ phải qua trái này. Nét phẩy. Đúng nhỉ? Thứ sáu chúng ta có nét mác. Nét mác là nét thẳng kéo xuống từ trái qua phải. Đây các bạn quan sát nhé. Nét mác này. Tí nữa chúng ta sẽ quan sát một số Hán tự thường dùng, xem là trong cấu thành của nó có những nét gì. Thứ bảy là nét gập. Nét gập là nét mà nó có một cái nét gập ở giữa. Đây ví dụ các bạn nhìn này. Đấy. Đây. Đây. Đây là nét gập nhá. Hoặc là đây. Và cuối cùng nét thứ 8 là nét móc. Nét móc lên ở cuối cái nét khác. Đây các bạn thấy có rất là nhiều cái kiểu móc khác nhau đúng không? Đấy. Vân vân. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem một số cái chữ Hán và các loại nét của nó. Chẳng hạn các bạn nhìn đây là chữ nữ nhá. Chữ nữ này. Thì đầu tiên cái nét đầu tiên khi viết ấy, nó là nét ngang. Đấy. Nét thứ hai là nét gập. Các bạn lưu ý đây là một nét nhé. Đây. Mặc dù nó gấp khúc ở đây nhưng mà nó là một nét đi liền chứ không phải là các bạn vẽ lên đây xong các bạn dừng bút các bạn vẽ tiếp đâu, như vậy là viết sai. Nét ngang này, nét gập này, xong là chúng ta có nét phẩy này. Chữ tiếp theo chúng ta có chữ chung đúng không? Chữ chung chúng ta có nét đầu tiên là nét sổ, nét thứ hai là nét gập, nét thứ ba là nét ngang và cuối cùng nét thứ tư là nét sổ. Phức tạp hơn là chúng ta có chữ cầu đúng không nhỉ? Chữ cầu chúng ta có này, nét ngang đúng không? Sau đấy là nét gì đây? Nét móc, nét chấm, hất, phẩy, mác và chấm. Đấy các bạn nhìn thấy một cái chữ cầu này mà có đến tận mấy loại nhỉ? Ngang, chấm, hất, móc, mác, phẩy, 6 loại nét gần đủ trong 8 loại mà chúng ta vừa tìm hiểu rồi. Đấy, đấy là một số cái loại nét mà các bạn lưu ý nhé. Thì thực ra nếu mà bạn nào mà tập viết bằng bằng bút, mà đặc biệt là bút lông ấy, viết thư pháp ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái này. Còn thường bây giờ chúng ta đánh bằng máy, đánh nhập liệu bằng điện thoại hay là máy tính thì chúng ta cũng sẽ không quá quan tâm đến cái phần này lắm. Tiếp theo là chúng ta đi đến các cái quy tắc viết cơ bản. Thì thứ nhất là ngang trước sổ sau. Ví dụ đây là chữ thập, chúng ta có nét ngang viết trước, nét sổ viết sau. Quy tắc thứ hai là nét phẩy viết trước, nét mác viết sau. Ví dụ này, đây là chữ gì đây? Đây là chữ bát đúng không? Số 8. Phẩy trước, mác sau. Tiếp theo, chúng ta có thứ tự là viết từ trái qua phải. Ví dụ đây là chữ xuyên đúng không? Thì nét đầu tiên này, nét thứ hai này, nét thứ ba này. Quy tắc thứ tư đó là chúng ta viết từ trên xuống dưới. Ví dụ đây là chữ tam, nét đầu tiên, nét thứ hai, nét thứ ba. Các bạn viết theo thứ tự linh tinh thì thực ra thì nó cũng được thôi, nó ra chữ đấy là được, nhưng mà nó không đúng bài bản, nó cũng không được hay lắm. Tốt nhất là cứ theo đúng quy trình đúng nhỉ? Có bạn lại thích là viết cái nét thứ hai này đầu tiên xong là viết nét 1, nét 3
Thì thực ra là nó vẫn ra cái chữ tam đấy, nhưng mà nếu mà các bạn cứ như vậy thì sau này học lên cao những chữ khó hơn các bạn sẽ rất khó nhớ, các bạn chưa chắc các bạn đã tìm ra được quy luật để viết một cách chính xác đâu. Quy tắc thứ năm đó là ngoài trước trong sau. Các bạn theo dõi chữ này là chữ đồng nhá, đồng trong từ đồng thời, giống nhau ấy, onaji ấy. Chúng ta có này, đầu tiên là nét, đầu tiên nét một này đấy, nét thứ hai này, nét thứ ba này, nét thứ tư này, nét thứ năm này, nét thứ sáu này, ngoài trước trong sau. Quy tắc thứ sáu đó là nếu như chữ đối xứng hoàn toàn thì vẽ trục sau cùng, còn không hoàn toàn thì vẽ trục đầu tiên. Ví dụ các bạn thấy chữ chung nó đối xứng hoàn toàn đúng nhỉ, thì sao, chúng ta thấy thứ theo thứ tự là cái nét thứ tư là chúng ta sẽ vẽ sau cùng đúng không, nó chính là cái trục mà chia đôi chữ này ra. Còn chữ thủy các bạn thấy là nó không đối xứng hoàn toàn đúng không, hai phần ở bên trái phần bên phải nó không cân xứng hoàn toàn với nhau, thì cái gì nhỉ, thì cái trục của nó chúng ta viết đầu tiên nhá, một này, hai này, ba này, bốn này đấy. Quy tắc thứ bảy đó là nét đóng sẽ được viết sau cùng. Ví dụ các bạn nhìn đây là chữ hồi, chữ hồi chúng ta viết nét một đầu tiên, sau đó là nét hai đúng nhỉ, xong không được đóng luôn đâu các bạn nha, các bạn viết một này, viết hai, xong bắt đầu bạn vào trong đấy, vào đây ba bốn năm và cuối cùng mới sáu. Lưu ý nhiều bạn là vẽ cái vòng gì nhỉ, các bạn đi vẽ cái vòng ở trong trước rồi các bạn vẽ ra cái vòng ngoài, hoặc các bạn vẽ đóng hết cái vòng ngoài trước rồi vẽ đến cái vòng trong. Tất nhiên là như ban nãy có nói thì các bạn viết nó ra cái hình chữ là được, thế nhưng mà nếu mà cứ làm tùy tiện như vậy thì sau này các bạn sẽ không thể viết được những cái chữ phức tạp hơn. Những cái nào mà đang đơn giản thì chúng ta cố gắng là theo quy tắc nhá. Và cái nguyên tắc có thể nói là cuối cùng, thật ra là còn một số cái nữa đấy, nhưng mà ở đây chúng ta tạm dừng ở đây thôi, bởi vì là cũng không có nhiều bạn quan tâm lắm đến cái việc mà tập viết chữ kiểu như thế này. Các bộ thủ dẫn và xước chúng ta sẽ viết sau cùng. Ví dụ các bạn nhìn ở đây là chữ diên đấy, có nghĩa là kéo dài đấy, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này đấy, và gì đây, đây là bộ dẫn chúng ta viết cuối cùng đúng không, đây là chữ gì nhỉ, đây là chữ nhập này, cô mự đấy, à xin lỗi, phải theo thứ tự, phải trước mác sau chứ đúng nhỉ, phải là cái này trước này, hai này, ba này, bốn này, năm này đấy. Chứ các bạn là đừng viết cái gì nhỉ, cái bộ, cái phần bộ này trước nhá, các bạn sẽ viết cái phần ở trong này trước. Thì đấy là 8 quy tắc có thể nói là giúp chúng ta có thể viết được tương đối chính xác chữ Hán. Ngoài ra còn có một số quy tắc nhỏ khác nữa thì các bạn có thể tự đúc kết trong quá trình học đấy. Tiếp theo có thể nói đây là cái phần mà quan trọng nhất ở trong cái bài giảng này, đó là cách học kanji đúng nhỉ, học kanji như nào để tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Thì ở đây ấy, nó hoàn toàn là mang tính chất về cá nhân nhé các bạn nhé. Đây là những cái chia sẻ theo kinh nghiệm cá nhân của mình là một người mà đã học kanji trong thời gian tương đối là nhanh và cũng nhớ được khá là nhiều kanji. Thì hiện tại số lượng kanji mình nhớ khoảng tầm 2.500 chữ. Thì dựa trên những cái kinh nghiệm đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người, có thể đúng với người này, không đúng với người kia thì mọi người tham khảo đúng nhỉ, áp dụng được thì tốt, còn nếu mà không áp dụng được thì coi như là một cái để gì đây, để biết thêm. Thì với mình ấy, đầu tiên là mình sẽ học bộ thủ hay còn gọi là bushu. Thì có rất là nhiều quan điểm liên quan, có người bảo là không cần học bộ thủ thì học luôn vào chữ Hán, nhưng mà với quan điểm của mình thì mình sẽ học bộ thủ nhá, bởi vì bộ thủ là thành phần cấu tạo nên chữ Hán. Do vậy nếu học bộ thủ có thể nhớ chữ Hán dễ dàng hơn. Các bạn cứ tưởng tượng ví dụ này, chúng ta có từ cá nhân đi đúng không, nó ghép bởi chữ cá và chữ nhân, và trong đó chữ cá lại ghép bởi c a và dấu sắc, chữ nhân là nh h ớ và n thấp đúng không. Đấy, thì tương tự một chữ Hán nó có phức tạp đến mấy, nó cũng có thể chia thành những phần nhỏ hơn. Đây ví dụ lấy ngay với lại chữ bộ này đúng nhỉ, chữ bộ này nó ghép bởi gì đây, lập này, khẩu này và gì đây, và bộ bộ ấp đấy. Nếu chúng ta biết từng cái bộ cấu thành này thì cái việc mà ghi nhớ chữ Hán nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc nhớ cồng kềnh một chữ nhiều nét. Thì đây là quan điểm cá nhân nhé. Có bạn bảo là tôi thấy chẳng cần phân tích ra cũng có thể nhớ được một cách đơn giản.
thì các bạn có thể dùng theo cái cách của các bạn, nhưng mà đây là cái cách mà mình muốn chia sẻ dựa trên cái cá nhân của mình nhá. Thì sẽ có tổng cộng 214 bộ thủ, trong đó có bộ ít dùng và bộ thường dùng. Đấy. Và trong 214 bộ thủ này ấy, có khá nhiều bộ thủ đồng thời là chữ Hán luôn. Đấy. Có khá là nhiều bộ thủ đồng thời nó là chữ Hán luôn. Mình chưa có liệt kê xem tổng cộng là trong 214 bộ thủ có bao nhiêu bộ thủ đồng thời là chữ Hán. Nhưng mà mình đoán, mình ước chừng là chắc cũng phải tầm hơn 50 đấy. Đấy. Và rất là nhiều cái các bạn đã từng học ở trong các cấp sơ cấp rồi. Cho nên là bạn nào mà hiện tại học lên cao tầm N3, N2, N1 mà vẫn chưa học phương pháp bộ thủ ấy, thì có thể tham khảo nhá, có thể lưu tâm. Khi học thì chúng ta có thể học luôn 214 bộ cũng được. Hoặc là có thể chia thành từng giai đoạn như là học 50, 100 hay là 150 bộ thủ quan trọng nhất. Còn phương pháp luyện tập khi học bộ thủ ấy, đó là chúng ta sẽ viết, viết nhiều và dùng flashcard để chúng ta lật, đúng nhỉ? Chúng ta ôn tập. Đấy, thì bước 1 là học bộ thủ. Thì sau cái video này sẽ là một chuỗi video học về bộ thủ, các bạn lưu ý nhá. Các bạn hãy chú ý theo dõi ở các video tiếp theo. Sau khi đã học bộ thủ rồi, chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đó là bước học mặt chữ và âm Hán Việt. Đấy. Để nhớ nhanh mặt chữ ấy thì có thể phân tích chữ thành các bộ thủ và tạo ra các câu chuyện liên quan. Đấy. Các cái chữ thì thường nó sẽ cấu thành bởi gì đấy? Bởi những cái bộ thủ, đúng nhỉ? Thì chúng ta có thể tách nó ra thành từng phần nhỏ để chúng ta tạo ra những câu chuyện sao cho dễ nhớ. Thì tí nữa ở phần thực hành chúng ta sẽ cùng nhau thử một vài chữ nhé. Và cái âm Hán Việt là lợi thế rất lớn của người Việt Nam khi học Kanji. Nếu thuộc âm Hán Việt ấy, có thể biết nghĩa của chữ và vận dụng quy tắc chuyển âm, cũng như là có thể tạo được từ vựng cho riêng mình, đúng nhỉ? Đây là một điểm lợi thế mà không có nhiều ngôn ngữ có được. Đấy, chắc là có tiếng Trung hay là tiếng Hàn thì may ra thì có cái này thôi, còn lại những cái ngôn ngữ hệ Latin thì sẽ không có. Phương pháp học sẽ là phân tích chữ ra bộ thủ, viết và cộng với flashcard. Thì có một số chữ, cái phần âm Hán Việt nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì là trong tiếng Việt mình thì cái âm Hán Việt của nó không dùng nhiều. Đấy. Đặc điểm của những cái chữ đấy là những cái từ vựng chúng ta đọc lên chúng ta thấy nó cũng không có gần với tiếng Việt cho lắm. Thì với những chữ như vậy các bạn có thể bỏ qua âm Hán Việt cũng được. Còn những chữ mà cái từ vựng nó tạo ra nó có rất là nhiều, đúng nhỉ? Có cái sự gần gũi liên quan đến tiếng Việt ấy, thì các bạn nên nhớ nhá. Tiếp theo đó là chúng ta học âm onyomi, đúng nhỉ? Học âm onyomi. Thì âm onyomi như nói ở phần cách đọc là âm do người Nhật biến đổi từ cách đọc gốc tiếng Hán, do vậy có sự gần gũi với tiếng Việt. Cố gắng tìm càng nhiều từ Hán Việt của chữ Hán đó càng tốt. Điều này giúp phát triển vốn từ vựng tiếng Nhật. Đấy, thì chúng ta có thể tìm từ Hán Việt tương ứng rồi chúng ta vận dụng quy tắc chuyển âm. Tí nữa phần thực hành sẽ nói rõ hơn về cái này các bạn nhé. Và bước thứ tư, sau khi đã, thực ra thì học âm ôn hay học âm cương chúng ta học cái gì trước cũng được, hoặc học đồng thời luôn cũng được. Nhưng ở đây là cái gì có thể dùng quy tắc thì sẽ được đưa lên trước. Đấy. Học âm cương này, âm cương do người Nhật sáng tạo ra, chúng ta phải nhớ không có nhiều quy tắc hỗ trợ. Vì vậy, để dễ nhớ có thể dùng kỹ thuật âm thanh tương tự để sáng tạo ra câu chuyện có liên quan tới cách đọc và ý nghĩa của từ đó. Nhiều người học nhớ âm cương thông qua việc làm bài tập, đọc sách báo vân vân. Đấy, và riêng mình ấy thì những cái chữ Hán ở cấp mà thấp ví dụ như là N5, N4, N3 thì mình sẽ nhớ thông qua việc làm bài tập và dùng flashcard. Nhưng mà những cái chữ cao, đặc biệt là kanji N1 ấy, thì mình dùng cái cách tạo ra những cái câu chuyện đấy thì mới nhớ được, bởi vì nó quá là nhiều, quá là dài. Tí nữa mình sẽ minh họa cho mọi người rõ hơn nhé. Phương pháp học của chúng ta đấy là dùng kỹ thuật âm thanh tương tự và luyện tập lặp đi lặp lại. Âm cương này là cái mà chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể ghi nhớ nó. Và bước 5 là việc ôn tập vận dụng kiến thức. Trong quá trình học tập thì sẽ cần ôn tập thường xuyên qua nhiều hình thức khác nhau, như làm bài tập trong các giáo trình, qua flashcard, qua chơi game, giải đề GPT, hoặc là học các môn khác như là từ vựng hay là đọc hiểu. Có một số bạn, các bạn chia sẻ là các bạn ấy không có học Hán tự theo sách Hán tự mà các bạn ấy dùng sách từ vựng. Ví dụ như là học Mimikara chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ có một cột là cột Hán tự, đúng không? Đấy, thì các bạn học theo cái giáo trình đấy. Thế nhưng mà cái học theo cách đấy thì nó cũng sẽ có một vài cái nhược điểm, đúng nhỉ? Đó là chúng ta sẽ chỉ biết cái từ, cái chữ Hán trong cái từ đấy thôi, còn lại những cái từ liên quan đến chữ Hán đấy thì nhiều khi lại chưa biết.
hoặc là gì đấy, một số cái hán tự khó đã được học ngay ở cấp dưới đúng nhỉ? Ví dụ như là học kanji N3 đấy, mà đã học những cái từ can, học từ vựng của N3 Mimikara mà đã có một số kanji của N1 rồi. Tất nhiên là biết được thì càng tốt, nhưng mà nếu như cái trình độ nó chênh lệch quá thì sẽ mất thời gian đúng không? Thì các bạn có thể tham khảo những cái ý kiến, những cái quan điểm này để vận dụng phần nào vào trong quá trình học tập của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thực hành đúng nhỉ? Nếu chỉ nói lý thuyết không mà không có thực hành thì sẽ rất là khó để thuyết phục đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành này. Chúng ta sẽ cùng nhau học, phân tích để sao cho dễ nhớ nhất. Ba chữ là chữ tưởng của N3, chữ kiện của N2 và chữ cống của N1 đúng nhỉ? Ba trình độ từ trung cấp trở lên. Thì các bạn quan sát này, chữ tưởng nha. Chữ tưởng đầu tiên là phân tích bộ thủ, nó sẽ gồm bộ tương và bộ tâm. Đấy, trong đó bộ tâm là bộ chính. Các bạn lưu ý bộ tâm là bộ chính đúng nhỉ? Được gạch chân này. Đấy, thì nó sẽ chỉ đây chắc là một chữ sẽ liên quan đến suy nghĩ, tư tưởng gì gì đó đúng không? Liên quan đến hoạt động của trái tim. Chữ tương này khả năng rất cao đây sẽ là cái phần gì đây? Đây là phần thanh đúng nhỉ? Khả năng rất cao chữ tưởng này là chữ tưởng này sẽ là chữ hình thanh. Đấy. À, mặc dù chữ hình thanh ấy người ta sẽ không tạo nó bởi các câu chuyện, nhưng mà để dễ nhớ thì chúng ta vẫn có thể tạo ra các câu chuyện giống như là một chữ hội ý nhá. Đấy, đúng ra là trong bốn loại chữ ấy, thì chỉ có chữ hội ý là chữ mà chúng ta tạo ra câu chuyện một cách đúng nghĩa thôi. Bởi vì nó ghép các cấu thành và các cái cấu kiện cấu thành vào mà. Nhưng mà chữ hình thanh đúng nhỉ? Cũng có thể dùng cái cách hiện đại, phương pháp hiện đại như vậy để chúng ta nhớ. Đấy. Vậy thì đây là một chữ hình thanh có bộ tâm là bộ hình để chỉ một hoạt động liên quan đến trái tim và tương là phần thanh để chỉ cách đọc. Đấy. Thì chúng ta có thể chia nhỏ chữ tương thành bộ mộc và chữ mục đúng nhỉ? Đây chữ tương này có thể chia nhỏ tiếp thành bộ mộc và chữ mục, cây và mắt này. Cách nhớ chữ tưởng này đó là gì đây? Tương này trong từ tương tư, tâm là trái tim, tưởng này trong rất là nhiều từ. Ở đây là minh họa là từ tưởng tượng thì có thể nhớ theo kiểu là tương tư khiến cho tim mình luôn tưởng tượng đúng nhỉ? Đấy, khi mình tương tư một ai đó thì trái tim mình lúc nào cũng tưởng tượng đến người ta, liên tưởng đến người ta. Thì các bạn có thể dùng cái cách nhớ này để nhớ được cái chữ tưởng này nhá. Cách nhớ âm ô này, chữ tưởng ấy các bạn có thể phân tích thành phần âm đầu là t, phần vần là ương. Phần âm đầu là t thì thường biến âm thành chữ thuộc hàng sa đúng nhỉ? Chữ thuộc hàng sa thôi, còn cụ thể là gì thì nó sẽ phụ thuộc vào phần đằng sau nhé các bạn nhé. Vần ương sẽ thường là ô có trường âm, bởi vì đây là bốn âm tiết đúng nhỉ? Thì như vậy ghép hàng sa mà đi với ô này sẽ là sô có trường âm. Đấy. Vậy thì chữ tưởng này sẽ là sô. Đây là vận dụng quy tắc chuyển âm, hoặc các bạn có thể dùng cái cách mà như phân tích ban nãy, tưởng là chữ hình thanh, có phần thanh là chữ tương. Do vậy cùng cách đọc âm ôn là xô, ví dụ chúng ta có từ này là gì đây nhỉ? Đây là từ xô tai là tương đối. Đấy. Vậy thì chúng ta đã nhớ được mặt chữ, nhớ được âm ôn. Vậy bây giờ âm cương thì sao? À, chữ này thì nó không có âm cương các bạn nhé. Đấy. À, chữ này không có âm cương thường dụng. Nó có một cái âm cương ngoại dụng là ômô, trong từ ômô mang nghĩa là tưởng nhớ, nhớ về điều gì đó một cách đặc biệt và chất chứa cảm xúc. Chúng ta có thể nhớ thông qua cái từ này, đây là chữ tư đúng không, là một cái động từ quen thuộc của N4 đấy. Tư và tưởng thì đều là nhớ cả, nhưng nhớ đây là nhớ nghĩ về một cái gì đó đúng nhỉ, còn cái này là gì đây, nghĩ một cách day dứt đấy, chứa đựng tình cảm cảm xúc vào, và khi người ta muốn đặc biệt nhấn mạnh thì người ta mới dùng chữ này, hay dùng trong thơ văn bài hát, còn thực tế là trong đời sống thường ngày là ít khi người ta dùng cái ký hiệu. Ít khi người ta dùng cái cách viết như này các bạn nhé. Người ta không xếp cái cách đọc này vào âm thường dụng của chữ tưởng đâu. Đây, đây là cái điểm lợi thế của người Việt mà ban nãy mình có nói này. Đó là các bạn có thể tìm được rất nhiều từ vựng dựa vào từ Hán Việt. Đấy, ví dụ các bạn nhìn từ sozo là tưởng tượng này, canso là cảm tưởng, siso là tư tưởng này, kaiso là hồi tưởng, denso là liên tưởng, diso là lý tưởng, kuso là không tưởng và genso là huyễn tưởng. Thì đây là đều là các từ vựng mà chúng ta gì đây nhỉ, chúng ta có trong tiếng Việt và nghĩa của nó cũng tương tự như vậy luôn. Do vậy nếu các bạn có được gì đấy, các bạn có được những cái từ này
có được những cái từ Hán Việt này trong đầu liên quan đến chữ tưởng ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng quy tắc chuyển âm, đúng không? Đấy, để tạo ra từ vựng trong tiếng Nhật. Đó là một điểm cực kỳ lợi thế của người Việt khi học Hán tự, các bạn lưu ý nhá. Tất nhiên có một số cái ngoại lệ thì như ban nãy có nói ở phần cách đọc, hoặc là tí nữa sẽ nói tiếp ở phần chú ý khi mà học theo kiểu này, đúng nhỉ? Nhưng mà đây là một điểm rất lợi thế cho chúng ta rồi, các bạn hãy cố gắng tận dụng nhá. Nhưng mà cái này thì nó liên quan đến cái vốn từ vựng tiếng Việt của chúng ta, đúng không? Cho nên người ta nói muốn học tốt một ngoại ngữ ấy thì điều đầu tiên đó là học tốt cái tiếng của học tốt tiếng của nước mình trước. Đấy. Cho nên là chúng ta cố gắng là đọc thêm sách báo, tài liệu, vân vân, để củng cố cái vốn từ, cái kiến thức để có thể học được cái tiếng nước ngoài một cách tốt nhất, không chỉ là tiếng Nhật mà bất kỳ một cái tiếng gì khác cũng như thế. Tiếp theo, chúng ta sang chữ thứ hai nhé các bạn nhé, đó là chữ kiện của N2 này. Chữ kiện nếu chúng ta phân tích bộ thủ ấy thì nó gồm có bộ nhân đứng. Đây, đây là bộ nhân đứng này, chỉ người đúng nhở? Đây cũng là chữ hình thanh. Đấy. Chữ kiện này nó sẽ liên quan đến con người. Và phần thanh là chữ kiến. Chữ kiến này, đây. Thì có thể chia nhỏ chữ kiến thành bộ duật là cây bút, đúng không? Và chữ dẫn. Để nhớ chữ kiện chúng ta có thể nhớ theo kiểu là người làm kiến trúc sẽ rất là tráng kiện, đúng nhỉ? Tráng kiện có nghĩa là khỏe mạnh, khỏe khoắn đấy. Đây là một từ tiếng Việt nhưng có thể là một số bạn thấy lạ. Thì cái này chắc chắn là các bạn muốn hiểu thì các bạn buộc phải xem lại cái vốn tiếng Việt thôi, đúng nhỉ? Hoặc là các bạn có thể dịch là khỏe mạnh cũng được. Cái từ kiện này trong từ kenko là khỏe mạnh. Đấy. Thường thì người làm kiến trúc sẽ rất là tráng kiện, đúng không? Đây là cách mà chúng ta tự tạo ra để chúng ta nhớ thôi. Chứ còn về bản chất của cái chữ này ấy, nó là chữ hình thanh cho nên là nó sẽ hiếm khi nó có dạng câu chuyện nhá. Đấy. Cách nhớ âm môn yomi này. Chữ kiện có thể phân tích như sau. Phần âm đầu là ka, đúng nhỉ? Phần vần là vần yên. Đấy, phân tích nhỏ thành ie và cộng với n. Thì khi mà phần vần là chữ ka ấy thì cái chữ của hàng đấy sẽ thông thường sẽ là bắt đầu bằng hàng ka. Đấy. Ie sẽ là e, đúng nhỉ? Và n hoặc là m đứng cuối sẽ là ưm. Như vậy toàn bộ cái chữ nó sẽ thành ken. Đấy. Chữ kiện thành ken, đọc na ná nhau đúng không? Hoặc các bạn có thể dùng theo kiểu đấy là kiện là chữ hình thanh, có phần thanh là chữ kiến. Do vậy cùng cách đọc âm ôn là ken. Ken chi cự chẳng hạn là chữ kiến trúc đúng không? Các cái từ vựng tìm được dựa vào Hán Việt thì chữ kiện này nó không nhiều bằng chữ tưởng ban nãy. Ví dụ chúng ta có từ kenko là kiện khang, có nghĩa là khỏe mạnh, nhưng mà đây là một từ cũ nhé. Hiện tại trong tiếng Việt mình không có dùng cái từ kiện khang này nhiều lắm. Trong bảng này từ thì chắc là cái từ thứ hai và thứ ba là từ nhiều hơn đúng không nhỉ? Đấy là từ soken là tráng kiện. Đấy. Khỏe mạnh đúng nhỉ? Lực lưỡng hay là từ kenzen kiện toàn khỏe mạnh. Ngoài ra thì có một số từ vựng quan trọng khác của chữ kiện. Nhưng mà những cái chữ này thì trong tiếng Việt là mình chưa thấy sử dụng đúng không nhỉ? Ví dụ như từ kento là thi đấu tốt hoặc là chiến đấu một cách quả cảm này, hay là từ kenzai là khỏe mạnh. Đấy. Và chữ kiện của chúng ta có cách đọc âm kun là sư cô trong tính từ đuôi na sư cô gia cờ nợ. Đấy, sư cô gia cờ nợ mang nghĩa là khỏe mạnh. Thì để có thể nhớ cái từ này mình đã chế theo âm thanh tương tự đúng nhỉ? Sư cô gia cờ nghe rất giống sư cô già cả. Đấy, thì chế là sư cô già cả nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Thì bằng cái cách chế này chúng ta sẽ nhớ được cách đọc cũng như là nghĩa của cái từ đó đúng không? Thì cái này buộc buộc các bạn phải có cái khả năng tưởng tượng, một khả năng gọi là tấu hài một chút. Nếu mà ai không có thì có thể tham khảo của những người có nhé. Hoặc là nếu mà các bạn thấy là nó không hợp với mình thì các bạn có thể dùng theo cách truyền thống, đó là gì đây? Đọc nhiều, viết nhiều, làm nhiều bài tập. Đấy. Chúng ta đến với chữ thứ ba, chữ cuối cùng trong phần minh họa này, đó là chữ cống của N1. Chữ cống này phân tích bộ thủ gồm có chữ công và chữ bối. Chữ bối là phần hình. Đấy, đây là chữ hình thanh. Chữ bối là phần hình liên quan đến gì đấy nhỉ? Tài sản. Chữ công là chỉ phần thanh. Cách nhớ này, công nhân mang bảo bối đi cống đúng nhỉ? Cống này trong từ cống hiến, cống nạp đấy. Đấy, những người công nhân sẽ mang bảo bối đi để cống nạp. Cách nhớ môn, chữ cống sẽ gồm vần c đúng nhỉ? Âm đầu là c và ghép với ông. Đấy,
C sẽ là ca và ông là ô có trường âm. Như vậy toàn bộ cái chữ này ghép nhau thành cô. Hoặc các bạn có thể nhớ theo cách là cống là chữ hình thanh, có phần thanh là chữ công. Do vậy cùng cách đọc âm ôn là cô. Ví dụ trong từ cô zin là công nhân, đúng nhỉ? Đấy, thì các bạn có thể tìm được một số cái từ vựng của chữ cống này thông qua Hán Việt. Ví dụ trong chúng ta có từ cống hiến, đúng không? Đây, cống hiến là cô ken này, ghép chữ cống với chữ hiến với nhau. Chữ hiến này cũng là canxi N1 các bạn nhá. Nếu mà muốn chế thì đây là gì đấy? Đây là nam, đúng nhỉ? Bên trái là nam, bên phải là khuyển là chó, đúng không? Đấy, thì người phương Nam mang chó hoặc là dẫn chó đi đi hiến tế, vân vân. Có thể dùng cách đấy để nhớ các bạn nha. Hay là chữ cống từ cống nạp, cô nô, cống trong từ tiến cống, xin cô, vân vân. Đây đều là các từ vựng khó thuộc cấp N1. Đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể tự tìm được thông qua tiếng Việt. Nhắc lại, từ Hán Việt sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc học tiếng Nhật. Đấy. Bạn nào học tiếng Trung nữa thì nó cũng sẽ giúp các bạn. Đấy là điểm lợi thế và mình nghĩ là mình đã tận dụng tương đối tốt để mình áp dụng vào việc học Hán tự cả tiếng Nhật lẫn tiếng Trung. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái cách đọc gì đây nhỉ? Cách đọc âm cơn của chữ này. Chữ cống này có âm cơn là mitsu trong từ mitsugu có nghĩa là cống nạp. Thì ở đây mình sẽ chế theo kiểu là mì chú gửi. Đây, mi là mì, sư là chú, gư là gửi. Tất nhiên là nó không giống 100% nhưng mà nó sẽ giúp mình liên tưởng phần nào, đúng không nhỉ? Mì chú gửi, mì đây là mì tôm ấy. Đấy, mì chú gửi thì cháu cống nạp hết rồi. Thì dùng những cái cách đấy chúng ta có thể học và nhớ được các bạn nhé, các bạn hãy tham khảo. Ở đây có một số điều cần lưu ý khi áp dụng phương pháp học kanji mình nói phía trên. Thứ nhất đó là nên sử dụng đúng nghĩa của bộ thủ và chữ Hán trong câu chuyện mà chúng ta sáng tạo. Đấy, có rất là nhiều bạn ở cái phần bình luận trên từ điển Magi, nó có phần đóng góp ấy, các bạn ấy bắt đầu các bạn chiết tự, các bạn ấy dùng cách chế để tạo ra các câu chuyện nhưng mà các bạn ấy dùng nghĩa sai. Tất nhiên là các bạn ấy, nếu như các bạn ấy chỉ mục đích để làm cho nó thú vị, các bạn nhớ được là tốt, nhưng mà nếu mà hiểu sai dẫn đến cái việc mà dùng sai thì sẽ là một điều đáng tiếc. Do vậy ở đây mặc dù là chúng ta tạo ra câu chuyện nhưng chúng ta cũng nên dùng đúng nghĩa của bộ thủ và chữ Hán, đúng nhỉ? Chẳng hạn nhé, chúng ta có này, đây là chữ thận kanji N1 nhá. Thì ở một cái comment ở trên mạng các bạn ấy chế đó là giữa chân và tim là thận. Này, giữa chân và tim là thận. Thì nếu mà chế như vậy là bị sai bản chất mất rồi. Chân này trong từ chân thành, đúng không? Chân thành, chân thực. Chứ không phải là cái chân là chữ túc asiger chứ không phải là cái chữ này. Thận cũng không phải là cái chữ này, đúng không nhỉ? Thận này là trong từ thận trọng. Đấy, còn thận, quả thận ấy nó liên quan đến bộ phận cơ thể người, nó phải có bộ nhục chứ không phải là như này nhá. Chứ không phải bộ tâm như này. Đấy, cho nên là không nên chế mà dùng sai nghĩa. Mặc dù là đồng âm đấy nhưng mà bị sai là cũng không hay. Thì cách phân tích đúng có thể là gì nhỉ? Tâm chân thành thì thường thận trọng. Đấy. Người nào mà trái tim họ sống rất là chân thành ấy thì đôi khi họ sẽ hơi thận trọng một chút khi họ suy xét một vấn đề gì đó. Có thể là cái câu chuyện nó sẽ không thú vị bằng cái việc mà chế sai đâu, nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ hiểu được bản chất nghĩa của nó. Còn nếu mà dùng cách chế sai ấy, thì chúng ta sẽ làm sao đây? Sẽ không thể hiểu được bản chất và đôi khi là cách dùng của chúng ta sẽ sai, đúng không? Ví dụ như là lúc mà cần viết chữ thận mang nghĩa quả thận thì lại dùng chữ thận này thì chết. Hay là cái chân lại dùng chữ chân này thì cũng không được. Đây là lưu ý đầu tiên nhá. Lưu ý thứ hai đó là gì? Đó là nên sáng tạo ra câu chuyện theo đúng thứ tự viết của bộ thủ. Đấy. Tức là cái câu chuyện mà chúng ta sáng tạo ra ấy, thì nên theo đúng thứ tự viết. Ví dụ khi học chữ nhiễm này, đây là kanji N1 nhá. Thứ tự phân tích đúng. Đầu tiên sẽ là viết bộ thủy là nước. Tiếp theo là cửu là chín. Và cuối cùng là mộc là cây. Thì các bạn phân tích đúng theo thứ tự viết như thế. Nước, chín loại cây sẽ gây ô nhiễm. Đấy, nhiễm này trong từ ô nhiễm, ozen. Chứ các bạn không phân tích linh tinh. Ví dụ các bạn phân tích tự nhiên từ đang từ gì đấy. Thủy các bạn lại nhảy xuống mộc. Xong các bạn lại nhảy lên cửu, đúng nhỉ? Như vậy các bạn có thể các bạn không nhớ cái mặt chữ cụ thể là như thế nào. Hoặc là các bạn sẽ gì nhỉ? Các bạn gặp những cái chữ phức tạp hơn ấy, các bạn sẽ viết sai nhá. Đó. Và cái thứ ba, cái điểm chú ý thứ ba đó là chú ý hiện tượng từ Hán Việt
mà chúng ta tìm ra ấy, nó không tồn tại hoặc là ít dùng trong tiếng Nhật. Cái này thì buộc chúng ta phải dùng từ điển để xác nhận. Đấy. Ví dụ khi học từ chữ chiến ở N3 này, thì chúng ta có thể tìm thấy nhiều từ Hán Việt liên quan mà tiếng Nhật cũng sử dụng với nghĩa tương tự. Ở đây mình chỉ liệt kê 3 từ thôi nhưng còn rất nhiều. Ví dụ chúng ta có từ Senso là chiến tranh, Senshi là chiến sĩ, Sento là chiến đấu, ngoài ra còn rất nhiều nữa. Chiến trường, Senjo, đúng không? Đấy, hay là gì nhỉ? Hay là chiến hạm, Senkan, vân vân nhá. Những từ khó đấy chúng ta sẽ để sau này học đi. Nhưng mà không có từ chiến binh. Đấy. Rõ ràng chiến binh cũng là một từ Hán Việt, ghép bởi hai từ chiến và binh đều là âm Hán Việt nhưng không tồn tại từ này. Nên là khi tìm thì chúng ta hãy dùng từ điển để xác nhận lại xem có từ đấy hay không nhá. Chưa? Tiếp theo này, đó là các bạn hãy chú ý tới hiện tượng từ tiếng Nhật tương ứng có thứ tự ngược so với từ Hán Việt. Đấy, cái này các bạn dùng từ điển để xác nhận nhá. Ví dụ chúng ta có từ này. Bình thường trong tiếng Việt mình sẽ là lương thiện đúng không? Sẽ ghép lương và thiện. Ngày xưa khi mà mình bắt đầu học chữ Hán ấy, mình thử tìm từ lương thiện và mình biết là lương đọc là điều, thiện đọc là gen, mình gõ điều gen nó không ra, hóa ra đúng phải là gen điều. Đấy, gen điều là lương thiện. Hay là chữ kích thích chẳng hạn, tiếng Việt mình dùng chữ kích và thích đúng không? Đấy. Nhưng mà tiếng Nhật người ta lại dùng ngược lại, shigeki là thích và kích. Tiếp theo này, chú ý hiện tượng từ tiếng Nhật tương ứng có nghĩa khác so với từ Hán Việt. Cái này chúng ta cũng dùng từ điển để xác nhận nhé. Ví dụ trong từ, một động từ rất là quen thuộc, benkyo, đúng nhỉ? Ghép bởi chữ miễn và chữ cưỡng. Trong tiếng Việt mình thì thông thường miễn cưỡng nó mang kiểu là không muốn làm mà vẫn phải làm một cách không thoải mái, áp đặt hoặc là ép buộc gì đó. Nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó lại mang nghĩa là học tập. Không biết có sự liên tưởng gì không, kiểu cái việc học tập là cái việc miễn cưỡng. Không biết là có không, đúng nhỉ? Hoặc là từ cai đăng là chữ giai và chữ đoạn, nó mang nghĩa là cầu thang bộ này, nó không phải là mang nghĩa giai đoạn ở trong tiếng Việt nhá. Còn giai đoạn ở trong tiếng Việt thì tiếng Nhật nó sẽ là từ đăng cai, ghép ngược cái này lại. Hay từ Conan, một cái ví dụ mà rất là điển hình đúng không, đó là gì đây nhỉ? Chữ khốn và chữ nạn thông thường là chúng ta hay dùng để chửi, để mắng những người mà sống không ra gì, đúng nhỉ? Đấy, hoặc là cái hoàn cảnh kiểu cực chẳng đã. Nhưng mà trong tiếng Nhật thì từ Kona này mang nghĩa là khó khăn. Rồi, đó là những cái chia sẻ liên quan đến việc học tập tính học tập kanji, học tập chữ Hán từ kinh nghiệm cá nhân. Đây là một số cái bổ sung thêm kanji trong kỳ thi JLPT này. Thì phần kanji xuất hiện ở tất cả các cấp độ từ N5 tới N1 của kỳ thi JLPT. Các bạn có thể theo dõi bảng dưới đây. Với chế độ N5, nó sẽ có phần cách đọc kanji, cách viết kanji. Số lượng kanji mới sẽ là 154, kanji cộng gồm là 154 đó. Trình độ N4 sẽ có phần cách đọc kanji, cách viết kanji. Số lượng kanji mới là 200 và cộng gồm với N5 tổng là 350. N3 sẽ là cách đọc kanji có, cách viết kanji có. Số lượng kanji mới là 400 và tổng cộng sẽ là khoảng 750. N2, cách đọc kanji là có, cách viết kanji cũng có. Số lượng kanji mới là khoảng 350 và cộng gồm tổng lại toàn bộ từ N5 đến N2 là 1.100 chữ. N1, cách đọc kanji có, cách viết kanji không. N1 chỉ có phần cách đọc thôi nhé, còn không có nhận diện mặt chữ kanji từ phần cách đọc hiragana. Số lượng kanji mới là 1.036 và số lượng kanji cộng gộp là 2.136. Tức là muốn học N1 thì cần phải biết được toàn bộ Hán tự thường dụng của tiếng Nhật. Nhưng mà đấy chỉ là lý thuyết thôi. Thực ra là không cần đến mức vậy các bạn nhé. Chỉ cần biết khoảng 1.600-1.700 Hán tự thông dụng nhất đấy, là chúng ta có thể làm tốt bài N1 rồi, làm tốt bài từ vựng Hán tự N1. Còn lại những cái từ nâng cao thì giúp chúng ta đọc nhanh hơn ở phần đọc hiểu thôi. Đấy. Chứ còn phạm vi thì có rất là nhiều từ không bao giờ người ta ra ở trong phần kanji N1 cả. Khá là nhiều đúng không các bạn? Tiếp theo này, đó là tài liệu học kanji. Sẽ rất là nhiều bạn thắc mắc là liệu rằng khi học kanji chúng ta dùng tài liệu nào, đúng không? Thì với sách vở ấy, các bạn sẽ học theo phân theo trình độ nhé. Chẳng hạn như là khi các bạn học sơ cấp đấy, các bạn học sơ cấp mà N5, các bạn có thể dùng kanji look and learn tập 1, nó có ở phần 1, đúng nhỉ? Khi học N4 phần sơ trung cấp, các bạn có thể học kanji look and learn 1 ở phần 2. Khi học lên trung cấp N3 thì các bạn học kanji look and learn tập 1 nhá, ở phần 3. Và kanji look and learn tập 2, đúng nhỉ?
ở phần 1. Học trung thượng cấp N2 thì các bạn học phần 2 của Can Dũng Lên tập 2. Ở phần thượng cấp N1 các bạn có thể tham khảo giáo trình Kanji Wakaru mà sắp tới mình sẽ xuất bản. Đấy, Kanji Learn tập 1 là giáo trình mà do mình dịch, Kanji Learn tập 2 là giáo trình do mình soạn. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại thì các giáo trình này đều đang được sử dụng một cách tràn lan ở trên mạng với nhiều lỗi sai mà chưa được đính chính. Trước đây khi mà mình soạn thì cũng có một số lỗi nhưng mà mình đã đính chính ở trong cái phần giáo trình tái bản rồi. Nhưng mà các giáo trình trôi nổi in từ bản đầu ấy, hiện tại là có thể là chưa được đính chính đâu. Các bạn hãy chú ý xem lại, check lại khi mà học, khi mà gặp một số lỗi gì đó nhé. Ngoài những cái giáo trình này, các bạn có thể tham khảo thêm sách Kanji Master. Cuốn Kanji Master thực ra là một cuốn sách rất là hay. Đấy, nhưng mà nó lại không có tiếng Việt. Nên là bạn nào mà thích học tiếng Nhật hoàn toàn ấy, thì có thể dùng Kanji Master này. Đặc biệt là mấy cái trình độ cao cao như là N3, N2, N1 thì cuốn Kanji Master rất hay nha các bạn nha. Có cả câu ví dụ, đấy, bài tập cũng nhiều. Hoặc là các bạn có thể dùng cuốn Kanji của các bộ giáo trình như là Sumatome hoặc là Shinkansen Master vân vân. Đó thì có nhiều sách nhưng mà chúng ta học trọng tâm vào một số bộ là cũng đủ rồi. Tiếp theo là về website. Thì đây là hai website mà mình thường dùng, các bạn có thể tham khảo để có thể sử dụng. Website đầu tiên đó là Dictionary, đúng nhỉ? .go.ne.jp. Đấy, các bạn sẽ vào và các bạn vào mục kanji. Vào mục kanji của nó có rất là nhiều cái thông tin liên quan, đúng nhỉ? Ví dụ nó là chữ gì đây? Đây là chữ thành. Nó phân tích là bộ đấy là bộ gì này, bộ đây là bộ gì đấy, bộ qua giáo mác này, số nét là 6 này, thuộc loại kanji thường dụng này. Đấy. Trong kỳ thi năng lực Hán tự là kỳ thi gì đây nhỉ? Kỳ thi chuyên biệt cho kanji ấy là cấp 7. Cách đọc âm onyomi là C hoặc là Jo là cách đọc cao cấp. Âm Kunyomi là Naru hoặc là Nasu. Đấy. Hoặc là các bạn có thể tham khảo cái website là kanji. Đúng nhỉ? Jitenon.jp. Đấy. Thì người ta cũng trình bày rất là nhiều cái thông tin liên quan đến cái chữ Hán đấy nhá. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm một số cái video của những cái người khác. Họ cũng chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm, cái bí quyết khi họ học kanji. Đấy. Nhưng mà chốt lại là các bạn hãy tham khảo và chọn ra một cái phù hợp nhất với bản thân mình. Và gì nhỉ? Một điều mà chắc chắn là ai cũng sẽ phải làm đó là luyện tập, đúng nhỉ? Khi học chúng ta sẽ rất là dễ quên, rất là dễ nản, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng luyện tập thường xuyên thì chắc chắn là chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ nhớ. Đấy, học là để quên, đúng không? Học mà nhớ ngay được thì chắc là ai cũng sẽ giỏi một cách nhanh chóng và cái giá trị của việc học nó sẽ không còn được coi trọng nữa. Đấy. Hy vọng là cái video tương đối dài này sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn mới về cách học Hán tự cũng như là áp dụng được phần nào. Đúng nhỉ? Và nếu như các bạn mong muốn được học Hán tự cùng mình, cùng anh Sensei thì có thể tham khảo các khóa học online của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.